anh đâu cần kinh tế giàu có. Bình dân cùng em mà sống, ta kệ miền đời họ cứ giằng co. Tối về em nấu chén canh gà nóng, anh không muốn trong căn nhà trống. Thiếu em thì anh buồn xó, mà dẫu biết đời mình khó mà cố, không tin là số mình cứ phiền lo. Giờ đã khuya em cần phải nghỉ ngơi, sáng mai đến trường lại phải dạy bọn trẻ. Anh đọc xong vài trang này nữa thôi, nhắm mắt lại đi, mình tắt đèn phòng nhé. Cuối tuần sau sắp xếp một ngày về miền Tây. Hôm qua anh gọi hỏi thăm mẹ và tôi.